Em chúng ta lại gặp nhau trong một video mới. Phải nói rằng đôi khi mình nhìn lại thì cũng không ngờ mình đã làm cái kênh YouTube về nước hoa này đến năm nay là năm thứ 5 rồi. Bắt đầu từ khoảng 2018 và đến lúc đó là không có một kênh nào làm, một kênh người Việt ấy, không có một kênh nào làm, không có một cái kênh nước hoa nào chuyên sâu, không biết làm như thế nào, bản thân mình không biết làm như thế nào cả, không có một cái kinh nghiệm, không có một cái khái niệm gì về quay như thế nào cả. Nhưng mà đến bây giờ thì cũng là năm thứ 5 cho nên là nói thật là cuộc đời đôi khi đúng là không biết đâu mà ngờ được đó. Quay trở lại với chủ đề của video ngày hôm nay thì tôi muốn update cập nhật một số chai nước hoa mà tôi mới nhận được đó, và chai nước hoa mà mình mới nhận được, và nói chung là mình cũng sẽ có một cái vài cái review nhanh cho các anh em. Thì đấy là cái chủ đề của video ngày hôm nay. Còn bây giờ anh em mình let's go. Ok các anh em, chai nước hoa mình mới nhận về đầu tiên đó là Perfumes de Marly Herald. Có thể là mọi người đang rất là ngạc nhiên là tại sao mình lại nói cái chai nước hoa này. Thì chia sẻ một chút với các anh em, mà năm ngoái mình rất là xui xẻo khi mình đã bị hack mất chai Herald của mình. Một chai juice đỏ best 6 số và đời best rất là sâu. Đến bây giờ mình vẫn rất là khá là cay cú. Thì đợt vừa rồi thì mình cũng tìm được một cái chai best là 7 số thôi. Thế nhưng mà nó cũng vẫn là juice đỏ và cái thành phần cồn nó cũng là 78%, có nghĩa là sau đó thì nhà Perfumes de Marly này nó đổi sang là 82 hay là 80% ấy, thì cái dui nó bị phế khá là nặng, còn ở cái mức ngưỡng này thì vẫn có thể chấp nhận được. Do vậy thì cuối cùng thì mình cũng đã tìm được một cái chai thay thế. Bảo là 100% hài lòng thì không phải, nhưng mà cũng khoảng được 70% thì ok. Nói chung đây cũng là cái mình cảm thấy khá happy đó, bởi vì cuối cùng mình cũng đã tìm được ít nhiều một cái chai mình có thể thay thế được cho cái chai mình đã bị hack mất đó. Chai nước hoa đầu tiên Perfumes de Marly Herald. Chai nước hoa thứ hai đó là một sản phẩm của nhà Initio Oud for Greatness. Thật ra thì chai nước hoa này mình nghĩ rằng rất là nhiều các anh em nhất là chơi niche là một, và cái thứ hai đó là thích cái tông trầm ấy, oud ấy, thì mọi người đều không xa lạ gì với cái chai nước hoa này rồi. Mình thì cũng đã nghe tới chai nước hoa này khá là lâu rồi, nhưng mà mình không phải là một fan của mùi trầm ấy, cho nên là mình cũng không quá là vội vàng để mà sở hữu cho mình một chai. Tuy nhiên đến bây giờ khi mà thời cơ nó chín muồi đó, với một chai giá mùi vừa phải đó, cái giá gọi là giá mềm mềm, thì tôi tốt nhất là mình quất một chai full 100ml. Nói chung là về chai nước hoa này thì nó là một dạng kiểu mùi trầm và có thiên hướng like một cái phong cách dạng như kiểu phương Tây, giữa phương Đông và phương Tây mix lẫn lộn với nhau, và nó ra cái mùi hương của Oud for Greatness. Có nghĩa là cái gì? Ở đây mùi trầm nó vừa và có thêm cái ngọt để cho nó đưa đẩy cái mùi hương của trầm, chứ nó không phải là thuần giống như kiểu là một số sản phẩm Trung Đông khác như là Armoire đó, trầm nhang khói rất là đậm đặc. Ở đây chai nước hoa này thì nó có cái độ ngọt vừa phải mix cùng với tông trầm, cho nên là anh em nào ấy thích mùi trầm mà chúng ta muốn một cái kiểu nó có pha một phong cách hiện đại của phương Tây ấy, thì Oud for Greatness chắc chắn là chúng ta rất đáng để chúng ta thử đó. Oud for Greatness của nhà Initio, theo như mình nhớ như nhà nước hoa này khá là nổi tiếng nhất là về chai nước hoa này thì phải, mình thấy là như thế, rất là phê đó. Chai nước hoa thứ hai và thứ ba đó là bộ đôi mình mua về để backup. Đầu tiên đó là Cartier Lambeau và Saint Jean 3AM. Cartier Lambeau phiên bản All the Toilette, bởi vì mình rất là thích cái vị mật ong của chai nước hoa này, và đến bây giờ nó đã ra đến cái phiên bản Lambeau Perfume ấy, thì mình không dám chắc rằng người ta có bỏ cái phiên bản EDT này không, bởi vì trong cái line này mình đánh giá cao nhất là EDT. Do vậy mình mặc dù mình đã có một chai rồi, nhưng mình đã quyết định phải backup thêm một chai nữa để đề phòng nó bị ngưng sản xuất thì sau này sẽ rất là phí. Do vậy đây là cái chai mình đã mua, và Saint Jean 3AM có nghĩa là bây giờ thì mình đang chưa nhận hàng về, ngày hôm nay mình sẽ nhận hàng nhưng mà nó chưa giao cho mình. 95% là chai nước hoa này là mình cảm giác rằng bị ngưng sản xuất, bởi vì thứ nhất là bây giờ hàng nó rất là hiếm và giá thì bị độ lên cũng khá. Do vậy mình cũng đã quyết định là phải backup thêm một chai nước hoa nữa để đề phòng trường hợp anh em mình xa nhau từ đây thì mình vẫn còn một chai nước hoa dự phòng để mà xài, bởi vì đây là một chai nước hoa best
cực kỳ là ngon lành dành cho nước hoa mùa hè. Một cái mùi hương mà các anh em rất là hiếm gặp ở những mùi hương đang bán sẵn trên thị trường của cho nước hoa mùa hè. Còn Cartier Lanvin thì không phải nói, best dành cho office đó. Mình đã nói hai video riêng về chai nước hoa này rồi, thôi không cần phải nói nhiều. Tuy nhiên đấy, thì đây là hai chai nước hoa tôi mới backup lại không ạ. Nước hoa tiếp theo đó là một sản phẩm của nhà Atta và nó có tên là Mers Cashmere. Đây là một mùi hương xạ và nó có theo một thiên hướng đó là White Mers xạ trắng. Nó đối ngược với Animalic xạ. Nếu như mà chúng ta ví dụ như chai Sacalutin Khan ấy, thì cái mùi xạ đấy nó mang một cái thiên hướng animalic rất là đậm đặc và không hề là dễ dàng cho, đặc biệt là các anh em newbie hoặc là những ai không quá thích cái tông mùi mang hơi hướng của mùi động vật ấy, kiểu mùi trồn xạ kiểu như thế. Thì đối lập lại với nó đó là White Musk xạ trắng, mà tiêu biểu là một trong những chai nước hoa các anh em có thể cảm nhận khá là rõ đó là Musk Cashmere. Chúng ta xịt chai nước hoa này chúng ta sẽ cảm thấy một cái vị xạ và nó thơm nhẹ, bám rất là dai dẳng. Mình nghĩ rằng chai nước hoa này chị em nào ấy mà có một cái nhẹ nhàng nữ tính và chúng ta xịt chai nước hoa này thì mình thấy rất là hợp đó. Tuy nhiên thì chúng ta cũng phải, cái tông mùi xạ trắng này thì đôi khi nó sẽ có một cái gì đấy nó có thể là gây đơn điệu cho chúng ta, bởi vì từ lúc đầu đến lúc cuối thì nó rất là simple, nó rất là đơn giản, xạ sạch sẽ, dễ ngửi đó. Thì có thể là với các anh em nào mà chúng ta thích yêu cầu một cái mùi hương nó phức tạp hơn thì nó không ghi được điểm. Còn lại thì mình khá thích mùi hương của chai nước hoa này, Musk Cashmere Atta. Tiếp nữa đó là một sản phẩm đến từ Thái Lan. Phải nói rằng là nếu như các anh em nào, đặc biệt như mình ấy, là chúng ta yêu thích thể thao, thì chúng ta đều biết là bao nhiêu năm nay thể thao Việt Nam, bóng đá Việt Nam luôn luôn muốn vượt qua Thái Lan. Nhưng mà nó vẫn là một cái gì đấy khá là khó khăn. Mà đến bây giờ thì phải nói thật với cậu lại thêm một cái món nữa, đó là nước hoa. Bởi vì khi mà mình nhận và mình thấy khá là bất ngờ, bởi vì mình không nghĩ rằng một cái thương hiệu đến từ Đông Nam Á mà có một cái mức độ gia công tất nhiên thì không thể gọi là xuất sắc 100%, nhưng các anh em có thể thấy là cái độ đầu tư, tôi không nói về mùi hương nhé, mà tôi đang nói về cái ngoại hình thôi, các anh em có thể thấy là đúng là Thái Lan hơn Việt Nam mình mấy chai nước hoa đầu tư. Nói chung về cái chất liệu gia công khá là buồn. Ở chai nước hoa này nó có tên là Mist Bangkok, ở chai mình còn tên là Into the Forest. Mình cũng đã xịt chai nước hoa này rồi và mình nói thế nào nhỉ, nó hợp nữ hơn là nam. Cái nữa là mùi hương chai nước hoa này nó có một cái thiên hướng green, xanh. Khi mà chúng ta xịt chúng ta sẽ cảm thấy một cái gì đấy nó giống như kiểu chúng ta bước vào một cái khu vườn này, cái mùi tỏa ra nhẹ nhàng của hoa, của lá, của rễ cây đó. Thì Into the Forest nó một dạng như thế, khá là thú vị, đặc biệt cho chị em nào mà chúng ta ví dụ bắt đầu sử dụng nước hoa mà chúng ta thích cái kiểu như cái mùi hương nó vừa đủ nhẹ nhàng, trong trẻo và nó đừng quá nồng, thì Mist Into the Forest đó, một mùi hương của Thái Lan. Mình cũng rất là tò mò về nhà này cho nên mình quyết định mình dinh thử một chai về để mình thẩm xem nó làm sao, và nói chung là khá ok. Một cái mùi hương mà đến từ một thương hiệu Đông Nam Á, Thái Lan. Và cuối cùng đó là một chai nước hoa mới được ra mắt của nhà Montblanc và nó có tên là Explorer Platinum. Ở đây thì mình chỉ có chiết thôi. Cảm nhận của mình về chai nước hoa này thì phải nói rằng là so với phiên bản đã ra mắt trước đó của nó là Ultra Blue thì nó có một cái sự tiến bộ hơn nhiều, khi mà mùi hương nó có cái sự sâu lắng hơn, nó không kiểu như bị đơn giản quá như Ultra Blue. Mình khá là thích cái nốt open nốt của chai nước hoa này, thực sự là mình rất là thích, nếu không muốn nói nó rất là phê, bởi vì một cái tông mùi nó giống như kiểu một cái quả cây chín mọng, nó làm mình nhớ đến Barrio Pop, một cái mùi hương hoa quả đó. Thì chai nước hoa này cái mở đầu của nó mình rất là thích, một cái tông mùi fruity, trái cây chín mọng, và sau đó dry down thì nó lại có thiên hướng gỗ
và nó một cái style của Le Labo Santa Barbara nhưng ở một cái phiên bản nhẹ hơn rất là nhiều. Đó, gỗ style của Santa Barbara và nó nhẹ hơn rất là nhiều. Thì anh em nào thích cái style kiểu như gỗ giống như một số giống như là Paris Monte Carlo Santa del Pacific nhé, Le Labo Santa Barbara vân vân, kinh phí chúng ta không thể có thể đáp ứng được, thì Mont Blanc Explorer Platinum đó anh em có thể mua, không thành vấn đề. Ok, thì vừa xong mình vừa chia sẻ đến mấy các anh em update một số chai hoa mình mới nhận về. Nếu mà các anh em có hứng thú bảo mình biết chi tiết về chai hoa nào thì ok, các anh em hãy comment và mình sẽ ra một video review riêng, bởi vì cũng khá là lâu rồi mình không làm review. Bởi vì là bây giờ thật ra là mình không có rất là nhiều kênh làm review rồi, nên mình cũng không quá là mặn mà cái việc mà, thêm một cái video review cái chai này trong khi đã có những cái 6-7 những cái video khác. Thật ra nó mình thấy là không cần thiết. Tuy nhiên nếu như các anh em muốn hãy comment bất kỳ chai hoa nào trong video ngày hôm nay và mình sẽ có một cái video review riêng. Ok, còn bây giờ anh em mình bye bye.